Dạ. Thử cho bố xem vừa chưa? Khéo nóng, khéo nóng. Xịn luôn, đúng là canh bố Trọng nấu, chuẩn vị ạ. Thế mà bố nấu, bảo gửi lên trò rồi cứ chối đây đẩy ấy. Không được, phải về đây ăn với bố mới vui chứ ạ. Ừ, vui. Mà ông khỏe mạnh thế này, bố cảm ơn con. Dạ. Việc của ông xong, con ổn định gia đình là bố yên tâm một phần. Còn lo cho anh là bố xong nhiệm vụ với mẹ của hai đứa. Sao đấy? Anh lượn lờ như bóng ma ấy, làm cho giật cả mình. Tôi á? Chứ ở đây có ai đâu. Này, anh không muốn bể kế hoạch vì bạn nợ thiếu chuyên nghiệp nhé. Thiếu chuyên nghiệp? Lắm chuyện. Đi ra dọn đồ ăn đi, cả nhà đang đợi đấy. Nhà cụ Việt ở đâu em nhỉ? Trên này đúng không? Em sao thế? Em có vẻ không được vui á. Hay là anh làm sai gì nữa rồi hả? Em nói đi, anh sẽ khắc phục ngay lập tức. Không, anh làm đúng mà. Làm đúng á? Nhưng mà sao nhìn thái độ của em có vẻ không hài lòng lắm. Vấn đề là ở tôi thôi. Anh càng làm tốt, tôi lại càng thấy áy náy với gia đình. Em đừng bận tâm chuyện đó. Hãy nghĩ tới mục tiêu ban đầu mà chúng ta muốn đạt được khi mà quyết định làm chuyện này. Để cho gia đình của em vui này, để cho ông đồng ý đi khám bệnh, để ông vui vẻ là bình thường, đúng không? Còn những chuyện khác chỉ là công cụ thôi. Hãy cứ coi anh đây là công cụ, tùy ý sử dụng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Cháu chào bác ạ. Như tới sớm nhà bác. Xong nhiệm vụ rồi, về thôi. Từ từ đã. Tìm quán cà phê nào ngồi đi, đừng về vội. Nhưng mà ông dặn xong cái là về luôn á. Anh diễn cả ngày chưa mệt à? Bây giờ về lại phải diễn tiếp đấy. Với cả tôi đang cần gửi email cho chị Xuân với khách hàng. Em ơi, anh kêu nước nha. Vâng ạ. Menu đây ạ. Anh chị uống gì ạ? Chắc chị muốn nâu đá nhá. Nâu nâu, không nâu đá nha. Cho anh 2 cốc ép ổi, không đường, ít đá nhá. Cảm ơn em. Dạ, vâng ạ. Chiều muộn rồi, uống cà phê sao mà ngủ được. Trong ổi nhá, có vitamin, đầy đủ khoáng chất, chống lão hóa, đẹp da, nói chung là tốt sức khỏe lắm, nên uống. Mới có một ngày mà cứ như cả một tuần. Còn 3 ngày nữa lận. Mày thế. Ôi, lễ mừng thọ của ông mà, là việc lớn của gia đình. Cố lên.
Nhiều việc quá. Ở đây làm gì có ông với bố? Anh đừng có diễn sâu nữa. Chúng ta phải liên tục tập luyện mới nhuần nhuyễn được, mới đáng tin được chứ. Cảm ơn em, không biết nước ạ. Ở quê đó, biết chào hết. Nào. Cái gì đấy? Check mail. Điều đấy, đưa đây. Check mail mà nó lỡ bị bật lộn áp. Ông à? Đang đâu ơi? Có chuyện gì đấy? Rảo cái chân lên, nhà có việc gấp. Vâng. Em ơi, tức tiền cho anh nhá. Nhanh còn về nữa.